Đây, em đã có một clip để giới thiệu đến quý vị về chiếc đầu DVD. Đây là đầu DVD màn hình. Kiêm luôn cả công suất đã em lắp trên xe của em. Nhưng giờ em lắp độ xe kiểu khác nên em bán. Cả súp đây nhất. Độ xe khác em bán đây. Kiêm luôn nhá, cả hình luôn nhá coi nhá. Đây, có 3 đường vào. Có thể đường camera tiến trước sau lùi có hết nhé, 3 đường nhé, anten TV đấy, đây bộ tản nhiệt, hàng còn đẹp keng, giá 2,5 triệu. Màn cảm ứng đã có một clip em test trên xe, trực tiếp trên xe của em rồi. Thôi thôi gọi rồi qua đấy. Em quay trực tiếp thế này cho các bác xem thôi, còn đã có clip test nữa em nói rồi, còn zin nguyên tiền, hàng hoạt động tốt, đã có clip test màn hình cảm ứng con này. Bác nào có nhu cầu thì alo đến 0911 169 961 em cảm ơn.